Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the one, the one, the worthy one, the exalted, wonderfully awakened and enlightened one. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Buddham saranam gacchami, Dutiyambi Buddham saranam gacchami. Tatiyambi Buddham saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami. Tutiyambi Dhammang saranam gacchami, Tatiyambi Dhammang saranam gacchami. Sangham saranam gacchami, Dutiyambi Sangham saranam gacchami, Tatiyambi Sangham saranam gacchami. For refuge, I go to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. For the first time, for the second time, and for the third time. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is April 18, 2022. We are at Pháp Nhãn Temple on Zoom of Buddhist study. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the harmonious Sangha. Today, we would like to wish all Dhamma brother sister full of peace, joy, happiness, understanding. Nam mô Buddha Chú, Nam mô Dhamma Chú, Nam mô Sangha Chú. Right now, our class start right now. Thank you. Right now, I would like to say. Now, before we study and we review this barak, someone not yet study reverse barak, please you have the link and other time you review, you can read that later. The Tathagata have just summarized up of the precept. The precepts are the fundamental foundation of liberation called Patimokkha. Patimokkha. People who observe the precepts can lead their peaceful and happy life and benefit both themselves and other people right in the present life. Hence, to observing the precept, meditation arises. Hence, to practicing meditation, wisdom arises. And tend to wisdom arising, you have the ability to recognize and transform suffering well. Maybe this barak we already studied, but I would like to mention about the Tathagata again. The Tathagata and the title, one of the 10 title of the Buddha. But Tathagata in this case have a dirt have a he come and dirt have a he gone. But in this case, have a three way the same, do the same equally and the same way well. What the Buddha say, what the Buddha say, what the Buddha think, and what Buddha do the same way equally. Say and think and do the same equally. Not say a lot, practice a little. No. What the Buddha say and what the Buddha does, the does and the same equally all the time. The Tathagata like that. And I would like to explain a little bit of Tathagata. This barak we already study. Right now, only a review. And Patimokkha here, I would like here depend on contact. If bhikkhu and bhikkhuni, Buddhist monk or Buddhist nun. At a time in Mahayana Buddhism, a Buddhist monk Tuong Rut 48. But how about Bhikkhuni more than? Because depend on human structure.
That's why the Buddha give different precept. In Theravada Buddhism, Bhikkhu 227, but Bhikkhuni more than, because it depends on human structure. That's why the precept belong to human male or female structure. That's why the Buddha give more for the female. The men may be different. That's why in this case, if Patimokkha for the monastic people and for lay people, only five precepts, we can say five virtues, training of five ethical training. This is a general idea. No killing, no taking what is not given, no doing sexual misconduct, no telling lie, and no alcohol, no drinking alcohol, or no taking drugs, or no playing a violent game online, and no casino. Other time for lay people, other time have by ethical training. Because precept means precept learning, and precept sila in Bali, Sanskrit, or some sila, S-I-L-A. Sila means the precept learning and the precept practice. Learning not enough, practice together, or time enough. Only learn, no practice, not good. Learn and practice together, or time we can say sila. But in this case, we can say the ethical training for lay people, female, male, female and male Buddhist devotee at the time have five ethical training. But if how about novice monk, novice nun have 10, practice 10, 10 mindfulness practice done. Few weeks ago, at the time, I present, transmit the 10 mindfulness practice for Dharma sister brother. At the time, he organized the precept for the well trained disciple of the Buddha. At the time, he transmit 10 mindfulness practice for Dhamma brother and sister. And Patimokkha depend on monastic people or lay people, but depend on level. But on of the precept of the Buddha, at the time we can say the ethical training, virtual training. Training means learning and practice together. In this case, training, no, not only no learning, no practice. Practice and learning together, other time we can call training, the ethical training. Như vậy chúng ta thấy là Patimokkha có nghĩa là gì? Là cái biệt giải thoát, có nghĩa là giữ giới nào, giải thoát giới nấy, là tùy theo cái cấp độ của người xuất gia thì cái giới của người xuất gia, người tại gia thì cái giới của người tại gia. Tại gia là 5 điều đạo đức đó. Xuất gia là nếu mà bên Nam truyền là 227, hoặc là tỳ kheo ni là 311, còn bên Bát Tông nó là 248, còn tỳ kheo ni là sư cô Hành Minh biết đó. Cho nên tùy theo cái cấp độ, còn đối với người xuất gia là 5 cái điều đó rất là quan trọng nha. Thầy ở đây thì nhấn mạnh the five ethical training, tức là 5 cái điều đạo đức. Mà training có nghĩa là gì? Là pháp học và pháp hành. Mà giới học và giới hành có nghĩa là precept training and precept learning and precept practice. All the time we have Patimokkha. Practice five ethical training. All the time we have more and more substance of peaceful and happiness. All the time we can say Patimokkha. Có nghĩa là giữ được năm giới thì chúng ta có một cái an lạc của năm giới đó. Đó gọi là Patimokkha. Cái này chúng ta đã học rồi. Now here we this new barak for today.
Now, here I write more. In this case, have a sila. You see, sila. Sila here. Yeah, number one, sila. Sila variously translated as discipline, ethic, virtue, or morality. Sila encompasses three aspects. Of the A4 path: right speech, right action, right livelihood. Living ethically and purely is both the route of the Buddhist path and its result. We can say sila. Sila là giới đó quý vị, tiếng Phạn rồi sila nha. Thì cái chuyển ngữ khác biệt á, những cái từ mà được chuyển ngữ khác biệt chẳng như là cái quy tắc, hay là những cái điều đạo đức, hay là đức hạnh, hay là cái điều răn, vân vân. Giới nó bao gồm sila. Sila có nghĩa là giới, tiếng Mỹ gọi precept á, là nó bao gồm ba cái khía cạnh nha quý vị ha. Ba cái khía cạnh trong bát chánh đạo đó, của bát chánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, là trong bát chánh đạo đó quý vị. Right speak, right action, right livelihood là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là trong bát chánh đạo. Một chút thầy sẽ đưa cái hình đó đại chúng sẽ nắm rõ. Và cả cái sống có tính cách gì, đạo đức nè, và có tính cách thuần tịnh, purely tức là thuần tịnh. Cả sống cái lối sống đạo đức và thuần tịnh đó là nền tảng của con đường là the Buddhist path, là cái con đường Phật pháp, và cái kết quả của nó đó thì cái giới định nghĩa là gì đó? Translated as discipline, giới đạo đức hay là cái gì đó tùy theo cái ngữ cảnh mình dùng nha quý vị. Là ba cái thế giới này nữa trong bát chánh đạo thầy đã giải thích nha. This is sila. Now samadhi, the second number two, the second samadhi, sila samadhi and prajna, được dịch là translated as concentration, calm, abiding, mindfulness. Samadhi is the foundation of a Buddhist meditation. By settling and calming the mind through a dedicated meditation practice, we achieve peace and no longer controlled by our delusion and conflicting emotion. In Pali, we can say klesa. Định được dịch là samadhi được dịch là định, concentration là định nha, là an tịnh. Calm, abiding, abiding là an, calm là tịnh, là an tịnh nha quý vị ha, là chánh niệm, mindfulness, samadhi là cái nền tảng của thiền định Phật giáo. Samadhi is the foundation of the Buddhist meditation, thiền định Phật giáo. Nhờ thiết lập và an tịnh tâm nha, an tịnh tâm, xuyên qua cái thực tập thiền tỉ mỉ á, chuyên tinh á, hay là dịch là chuyên tinh, nhờ cái thực tập thiền á, một cách có chú tâm, có định tĩnh á, thì chúng ta thành tựu được an lạc, peace, và không còn cái gì, những cái delusion, tức là những cái phiền não, những cái vô minh, hay là những cái si mê, và những cái lậu hoặc hay là phiền não. Klesa có chỗ nó dịch là defilement, affliction là sao, là khi mà mình nhờ an trú và an tịnh tâm á, xuyên qua cái thực tập thiền định tinh chuyên á, thì chúng ta thành tựu được an lạc và không còn những cái vô minh và phiền não chế ngự chúng ta. Nghĩa là gì đó? So somebody, you know this. We already studied the meditation, all the time we know here, samadhi, sila and samadhi. Now, sila is very easy for you to follow because the meditation practice you already learned. Right now, review. Đó, thì đại chúng thầy phân tích gì cho quý vị biết. Now, the third one, prajna, is a Sanskrit or Pali, Sanskrit, prajna. Translated as wisdom. Inside prajna
Brahma is the Buddhism unique defining principle and the key to enlightenment. During the powerful concentrated mind of Samadhi, we penetrate the true nature of reality and raise ourselves from the fundamental ignorance that causes suffering. This is the essential technique of Buddhist meditation. Prajna có nghĩa là tuệ giác hay là tuệ nhân. Prajna được chuyển ngữ như là tiếng Mỹ gọi là wisdom, là trí tuệ. Insight là tuệ giác. Prajna là cái từ duy nhất, cái nguyên tắc hay cái từ duy nhất của Phật giáo, cái tuệ giác duy nhất của Đạo Phật, và nó xác định cái nguyên tắc nè và cái then chốt hay chìa khóa để đưa đến giác ngộ. Prajna đó là cái chìa khóa, là cái nguyên tắc để đưa đến giác ngộ. Sử dụng cái tâm, using the mind, tức là sử dụng cái tâm nè, dùng cái tâm hay sử dụng cái tâm, định tĩnh nha quý vị ha. Sức mạnh hay là giác định tĩnh và sức mạnh của thiền định Samadhi, thì chúng ta có thể thâm nhập cái bản chất chân thật của thực tại và tự mình thoát khỏi những cái vô minh nha, cái vô minh căn bản á, hay là cái căn bản vô minh á, mà cái vô minh này nó có thể gây ra khổ đau, thì có thể là mình nói là tự mình thoát khỏi những cái vô minh và khổ đau. Đây là cái kỹ thuật technique, là kỹ thuật căn bản của thiền Phật giáo. Thì như vậy chúng ta thấy là đạo đức, thiền định và trí tuệ. You see, oh, welcome brother Pháp Thanh. Hello Tài. Yeah, hello. Hello Sangha. So you follow Sila, Samadhi and Prajna? I came in, I think, just at the end of Sila. I got Samadhi and Prajna. Okay, now again a little bit here out of time, easy to, for you to follow. Yeah, Sila, variously translated as discipline, ethic, virtue, or morality, Sila encompasses three aspects of the Eightfold Path. Number one, right speak, right action, right livelihood. This belongs to the Noble Eightfold Path. Living ethically and purely both the route of the Buddhist path and its result. This Sila. Right? Sila, this general interview. Generally interview, and then we know it. Now here, somebody, we already study here, depend on translator. That's why we have translated as concentration, calm, abiding, or mindfulness. Samadhi is the foundation of a Buddhist meditation. By settling and calming the mind through dedicated meditation practice, we achieve peace and are no longer controlled by our delusion and conflicting emotion. Blessa means development or affliction. All the time we can say blessa. But when we have somebody all the time, blessa cannot control our mind and body. And number three here relates. Prajna translated as wisdom inside. Prajna is Buddhism unique defining principle and the key to enlightenment. Using the powerful concentrated mind of Samadhi, we penetrate the true nature of reality and raise ourselves from the fundamental ignorance that causes suffering. This is the essential technique of Buddhist meditation. Như vậy chúng ta học đạo đức, thiền định và trí tuệ. Ba cái đó chúng ta biết không? Đạo đức, thiền định, trí tuệ, Sila, Samadhi and Prajna. This is like the tripod.
support camera. I'm upper tree, one up tree. I'm fall down and one fall down and two follow. Fall down and two follow. That's why Sila support somebody. Somebody support Branya us. Somebody support Sila. Somebody support wisdom and wisdom support somebody. Wisdom support Sila. Three of them support together, never separate. When only one fall down and two of them and fall down. That's why we have Sila, somebody, and Branya. So Pali, and you learn here, you know, near future, somebody say Sila other time, you know, in English, breathe. And somebody other time, you know, concentration. And Branya, you know, wisdom are inside. And near future, you have now this this that's Sila somebody three aspect of Buddhist way. This the Buddha emphasized, but the psychic power the Buddha say this is not good for the student near future. If you use psychic power to teach someone, other time not good. But the Buddha emphasize remote Sila, the three best of Buddhist learning and practice. Sila, Samadhi, and Branya. That's why I study here together. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật không có nhấn mạnh về giáo dục thần thông, mà Đức Phật nhấn mạnh về cái giáo dục giới định tuệ, đạo đức, thiền định và trí tuệ. Còn giáo dục về thần thông á, Đức Phật không nhấn mạnh. Đức Phật không có đề cao bởi vì sợ cái đời sau á, mấy ông đệ tử ông lợi dụng cái thần thông cái ông đi kiếm tiền. Ông lợi dụng thần thông đó cái ông đi lượm qua quả, cho nên Đức Phật không có chấp nhận. Đức Phật đề cao về cái đạo đức, thiền định và trí huệ, bởi vì cái đây là một cái thầy đưa ra cái tripod, tức là một cái chân quay phim á, nó ba chân. Mà hơi thiếu một chân thì nó ngã, mà hai cái kia thì ba cái chân này nó hỗ trợ nhau. Cho nên Đức Phật đề cao về cái giáo dục ông đạo đức, thiền định và trí huệ, chứ không có giáo dục về thần thông, không có đề cập đó. Quý vị nhớ nha, cái đó rất là quan trọng. Đạo đức, thiền định, trí huệ mình sẽ học hoài hoài. So depend on contact all the time, I just mentioned about Patimokkha means when you practice and learn one precept and you have one freedom. You see, you practice two precept, two sila, and you have two wisdom and peacefulness and happiness. You remember that. So Patimokkha, that sila is a general name, sila or vinaya, but sila this general idea, general name. But if you say Patimokkha, you practice one and you get one. Get one freedom, get one peacefulness, get one happiness, get one joy. Paratham sila, Patimokkha. But sila depend on level of monastic people or lay people. Paratham you have. For lay people, ubasaka, ubasika. For ubasika, for female devotee. Ubasaka for lay devotee. Paratham, but male and female devotees, only five ethical training. Training means learning, precept learning and precept practice. But Buddhist novice monk or Buddhist novice nun other time have 10. Brother Phatthan have received the 10 practice already done. Waiting maybe next year, other time have bhikkhu precept. Higher education, and other time he like follow. Now, then mindfulness of practice for me now, please. Brother Phatthan, wait for me and support me. And near future, maybe Minh Giáo and Cô Dự Thí từ Vư Lạc, maybe follow Tâm Phương, brother, and Cô Dự Thanh already done five ethical training.
precept and learning and precept practice now done. Well, good, well done. Very good. Okay, now we keep study here. Sila, somebody, and Branya, you have a general idea. If somebody ask you all the time, you know, in English, very clear for you to follow. Now, it's very simple for you, very easily for you to follow. Yeah. Now, threefold division, division of the noble eightfold path. MN Minda Majima Nikaya 44. If you want to know more, here the sutta here. Majima Nikaya 44. Here, this Banna, this Bali language. Before here, this is Sanskrit Branya. You see, this is Branya. Here. In this case, this Sanskrit here, maybe this Sanskrit Pranya. But here Banna, this Bali. Banya, Samadhi, and Sila. You see, it's like a triangle. You see, Sila brother. Yeah, here, like triangle. You have it's like Hanong. Yeah, Pranya, in the Noble Eightfold Path, you see, right view, right intention, right view, right talk, right speak, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. But in the Buddha teaching, in the Buddha time, our time, the Buddha always mentioned Branya first, Branya, Samadhi, and Sila. Branya first, Samadhi second, Sila number three, number third. Panya here have two faster. Here, number one, number two. You see, right view, right intention, or right view, right talk, the same as Branya. Sometimes you can say Banya, sometimes you can say Branya, this Sanskrit, this Bali. Somebody had here. Somebody had here. Yeah, this is 1, 2, 3. Yes, this is right effort, right mindfulness, and right concentration. Remember, near future. Somebody will ask you the Noble Eightfold Path includes the Noble Eightfold Path include Branya, Samadhi, and Sila. But the last one, Sila, right speed, right action, right livelihood. You see, it's very clear for you. Như vậy đại chúng lưu tâm cái chỗ này nha. Thường thường Đức Phật đề cao là giới, thường thường mình học là giới định trợ. Giới định tuệ trước, giới này định tuệ trước, nhưng mà Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng đề cao là trí huệ, thiền định và giới học là thứ ba, giới cái trí tuệ thứ nhất, cái định là thứ hai, number one nha, cái đây first, number two nha, và cái đây number three, this is Buddha teaching, this is original teaching of the Buddha. Thì Đức Phật đề cập là cái trí tuệ, tuệ giác là trước, rồi sau cái thiền định, rồi sau cái là giới học, giới hành. Quý vị nhớ nha, thì trong Bát Chánh Đạo nó gồm có mấy cái yếu tố này, quý vị phải nhớ là right view, right thought, right speak, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. But ba hai cái đầu là Đức Phật nhấn mạnh là trí tuệ và ba cái sau là lên định là lên chính giữa là right effort, right mindfulness, right concentration là định, còn right speak, right action, right livelihood là giới nha Sila, quý vị ha, ta nhớ nha. Như vậy chúng ta thấy không, học và chúng ta thấy cho nó rõ nha. It's easy for you to follow, sometimes learn but no picture, not easy for you to follow, but right now have picture all time. You have a general idea. Near future, somebody will ask you all the text
the test will come to you all the time. Sila Branya, in the Buddha time, the Buddha always mention Branya first. Branya always first. No, now in later on, after the Buddha passing away all the time, his student mentioned Sila first. But it's wrong, you see, it's not correct. But here in the Buddha time, until now, wisdom, Branya or Panna is first. Because now Vietnamese a little bit. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng đề cập là trí tuệ trước nhất nha đại chúng. Bởi vì có trí tuệ là mình có cái nhìn sâu sắc này, có cái ý nghĩ sâu sắc này, mình có chánh kiến nè, mình lựa chọn nó đúng nè, cái hiểu đúng nè, mình có làm sai nè, không có coi bói nè, không có đi xin xăm nè, không có coi sao giải hạn nè, vân vân. Đó quý vị thấy không? Rất là rõ ràng, cho nên cái tuệ giác là đầu tiên. Sau đó mới định, rồi mới có tu, rồi nó mới có, khi mà tu rồi tự nhiên cái giới nó bảo hộ. Quý vị thấy nhớ, hay không? Còn bây giờ sau này mình học á, mấy người lúc nào cũng đề cao giới là trước, đạo đức là trước, cái cuối cùng cái nghe nó giới, cái là sợ quá anh ta mới nhận bye bye. Mà mình đừng có kêu giới, bởi là giới có nghĩa là gì? Là học giới. Giới nghĩa là học xứ, nghĩa là nơi mà để mình học, và mình học trong đó là mình hành gọi là giới. Nãy thầy nói đó, cái người mà nó ăn hiền ở lành á, là tôi không cần thọ giới là tôi cũng tu rồi, nhưng mà cuộc đời của họ suốt đời cũng là cái người ăn hiền ở lành, không có làm lợi cho ai hết, chỉ có mình họ thôi. Còn cái người mà con Phật á, mình tu á, thì mình á, thọ được cái điều đạo đức á, là mình biết cái gì mình sai, cái biết cái gì mình phạm, cho nên mình nâng cao hơn. Nãy bữa thầy ví dụ đó, như con thỏ đó, như con nai đó, thực tập á, thì nó suốt đời nó ăn cỏ không, nó không có làm hại con khác, nhưng mà nó là cũng là thỏ thôi, nó cũng là nai thôi, chứ gì than. Còn cái người mà có học giới, có học và thực hành á, thì cái cấp độ của họ cao hơn và họ tiến bộ hơn. Thì nói ví dụ nha, còn người á, cộng thêm cái định là người có tu tập, có ứng dụng và biết trân quý cái sự sống mình, trân quý cái hơi thở vào, hơi thở ra, định, cho nên mình đã học cái bài thực tập thiền định rồi đó. Mình biết, và tuệ là khi mà mình có mấy đèn đó là cái tuệ mình phát sanh. Nhưng mà cái thời Phật đưa tuệ là trước, rồi sau mới có định, rồi mới giới sau, đạo đức sau. Bây giờ thì đưa ngược lại. Cho nên mình học ở đây, mình học cái gốc của nó. Như vậy trong bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 cái. Hai cái đầu á, là phải bị nhớ nha, là lúc nào là hai cái đầu cũng là tuệ, là Branya. Và ba cái sau á, là nhớ nha, định nha. Từ ba cái sau nữa là giới. Chúng ta học vậy chúng ta biết. Now, here in English, you see, now in the modern time, I'm the master of master, the master of master always mention about Sila first. But in the Buddha time, no, Branya first. Because those who have Branya have wisdom, have right view, right understanding. At time, he or she never do something wrong, think about something wrong and say something wrong. So Branya first, then go first. I'm top most, but Sila and other time, Samadhi and Sila. Branya means wisdom, insight, right understanding, right view. Or do something very correct, do something very right, never wrong. Or sila, Branya first, wisdom first. And Samadhi means we already study meditation practice. Or we practice Samadhi and Samatha. We have two kinds of meditation, Vipassana meditation and Samatha meditation, already studied. If you want, and please open the reverse link and study again. And now we already studied. And Sila means depend on different kind of level of people. If monastic people have bhikkhu and bhikkhuni, Buddhist monk or Buddhist nun, depend on
tie up monastic people at a time. Precept may be different, depend on human structure. Male or female, different at a time. The Buddha give more less precept. And Ubasaka, Ubasika, Ubasaka, female lay female devotee. And Ubasaka, male lay male devotee. Other time we can say male and female lay devotee. Other time have five ethical training have precept, including precept training, precept learning, and precept practice. That's why here. But somebody say, dear teacher, dear Dhamma teacher, dear brother and sister, I don't want to receive the precept from the Buddha because my life is good. I eat vegan food. I do something good, but I never harm someone. It's okay, but near future, his or her level not higher, but someone receive, learn and practice the precept of the Buddha all the time, his level will be developed more and more. I give you example, the deer or the rabbit, its whole life only its flesh. Never harms another animal, right? But rabbit's whole life, it will be die, and when the rabbit pass or die, at a time the whole rabbit is a rabbit, not have a higher level. But we have good chance to follow the Buddha way, to receive the precept from the Buddha. Our time, what we do something wrong, we know. Somebody only say, my life is good, my life, my whole life, I don't want to receive the precept of the Buddha, but my life is good. But when he or she does something wrong, he or she never know. But we are well-trained student of the Buddha. We are awakening one. We receive the precept from the Buddha. At a time of something we do something wrong. At a time of we know what's wrong from our doing. At a time of maybe we recognize and transform and develop. At a time of we will have a higher level, you see. And someone don't receive the precept of the Buddha, other time we cannot say he or she well-trained disciple or student of the Buddha, you see. So we are well-trained disciple, and somebody practice but no learning, so they never know the precept, the five ethical training precept of Buddha. That's why we study here and we know. And we are well-trained student of the Buddha all the time. Our level increase higher and higher. That's why we learn here today. And we know we have. So here, one more thing. So near future, somebody will ask you the Noble Eightfold Path, including what you should remember, three steps of the Noble Eightfold Path: prajna, samadhi, and sila. Remember, prajna include how many? Two. The first two, right view, right intention. Remember, and samadhi include how many? Three. Right effort, right mindfulness, and right concentration. Remember that. And sila include how many? Three. Three, right speak, right action, and right livelihood. Very easy.
Near future, somebody will say, will ask you, oh, dear sister and brother, I learn the Noble Eightfold Path right now. I know right view, right speak, right view, right talk, right speak, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. And A, but our time, A, support, three aspects of Vrana, Samadhi, and Sila. Remember that. Như vậy chúng ta thấy trong bát chánh đạo đó, đại chúng nhớ nha, chánh kiến, chánh tư duy, Việt Nam mình, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, quý vị nhớ nha. Thì Vrana tức là trí tuệ, Đức Phật nhấn mạnh là trí tuệ gồm có hai cái chi phần nha, anh Tam Phương nhớ nha, gồm có chánh kiến và chánh tư duy nha, nha nhớ nha. Và cái định á, nó gồm ba chi phần là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chứ mai mốt thầy ra câu thi á, không thuộc là thầy dốt á. Và giới á, là gồm cô Du Thí với cô Tư Bị Lạc đi luôn nha. Giới á, đạo đức á, nó gồm có ba chi phần là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhớ nha. Near future we have a test. And the test will come to you. Our time, I put the question. Somebody include how many in the Noble Eightfold Path. Our time include how many faster of the Noble Eightfold Path. Our time, you say, Vrana include three. This is wrong. Only two, right? Vrana include the Noble Eightfold Path, the first two, right view, right thought, or right intention. Remember, near future, the Western come to Brother Hy Lạc. At the time, try to remember, Vrana, Samadhi, and Sila. And we can compare, Sila first, Vrana first. At the time, you have intention, you say. Now, in the Buddha time, Vrana always topmost, go first. You see, but now in the modern time, now Sila first, but in the Buddha time, Vrana first, wisdom or insight first, right? And learn, and you know, near future, the Western come to you, or the text come to you, you other time, now, in the Buddha time, which one first? You see, Sila first, no, wrong, Vrana first. So today, the three aspects of the Noble Eightfold Path you follow very easily. Như vậy chúng ta thấy nha, như vậy cô Từ Bi Lạc nhớ đó nha. Chứ trong tương lai mà hỏi cái đó mà nó sai cái là thầy dớt liền. Now you study here and you know Vrana, Samadhi and Sila, they are like tripod, support camera. If one follow fall down and two of them found out. Very important. This is very easy for Brother Papan to know it. We had the picture all the time, easy for you to follow. The Vrana, Samadhi, and Sila, we study the whole life. Now only briefly interview. But near future, we study another sutta, we study another teaching. Other time, this will follow the whole learning when we have time to study together. Samadhi and Sila. And now you study and you know, that's why I give you picture here. It's like here. Maybe the picture like here. Vrana, Samadhi and Sila. Now here, very clearly for you. If you want to know the original source of the Buddha Sutta, all the time you have here, Majjhima Nikaya 44, or you can say Long Lens Discover 44, you know here. That's why you study here and you know. Sila are living by virtuous principle as a firm foundation for the development of the concentration and with us
as a firm foundation for development of insight with lead to liberation. Anguttara Nikaya 11.2 here. If you want to know more, it's the original source, original teaching of the Buddha. Other time you can, number one, number two here, and other time you have the original source of the Buddha teaching. Now, here for us to study here. Dear disciple, keeping the dear precept is very important and necessary for your life. Those who keep the pure precept diligently and perfect have merits and hold something diverse. Those who keep the pure precept non-diligent and imperfect, their merits and hold something do not easily arise. Này các đệ tử hay là các đệ tử thân mến á, giữ giới thuần tịnh, pure precept, giữ giới thuần tịnh á, là rất là quan trọng và cần thiết cho cái đời sống của quý vị. Quý vị không? Pure tức là giới mà thuần tịnh á, tức là giữ tinh chuyên á. Những ai mà giữ giới tinh chuyên á, thuần tịnh mà tinh chuyên nè và hoàn hảo á, thì sẽ có cái đức, có nhiều công đức và cái pháp lành. Wholesome thing là pháp lành, dhamma thing, wholesome dhamma, wholesome things. Ngược lại, vice versa là ngược lại. Nha quý vị ha. Những ai mà giữ giới mà không mà giữ giới thuần tịnh mà không có tinh tấn nè, non diligent và không có hoàn hảo á, thì cái công đức và cái pháp lành của họ không dễ gì tăng trưởng. So here is very easy. Như vậy chúng ta thấy là cái đoạn này nói rằng á, mình học rồi, mình đã thọ giới của Đức Phật rồi mà mình không có thực hành ngon á, thì chúng ta không có phước lành, không có công đức và không có cái pháp lành. Đó rất là rõ ràng. Còn những ai vừa học nè, vừa thực hành nè, là cái người đó có công đức và cái đời sống của họ nhẹ nhàng, không có bị trở ngại. Rất là rõ ràng, cụ thể quý vị ha. Còn những người mà học rồi nhưng mà không có thực hành thì cái đời sống của họ sẽ, cái công đức của họ sẽ giảm và cái pháp lành họ không có và không có được mọi người cung kính. Ở trong nhà thì không được người thân của mình cung kính, ở bên ngoài cũng không được người thân mình cung kính, không được quý mến, cho đó cái phước mình nó sẽ giảm và cái đức mình sẽ giảm. Cho nên ở đây học người mà giữ giới tinh chuyên học và thực hành đó, thì cái phước lành nó sẽ tăng trưởng rất là rõ. The pure precept is sila. If you right now you are, sometimes we say, I am well trained disciple of the Buddha, but only learning the precept, learning the Buddha teaching, but don't practice. You see, only learning. Now, for me, Upasaka Upasika, lay, male and female devotee, I have Buddha name. I received the 5 ethical training already, attend mindfulness precept. Mindfulness a practice already, but only learning, no practice. So not good. Merits are not come to us. Wholesome thing or wholesome dhamma not come to us. Because only learning but not practice. And we say, we say no. Remember, I studied the 5 ethical training already. The 5th ethical training. Now please, no smoking, but sometimes we are alone. We live alone, we smoking. Don't drink alcohol, but sometimes we live alone, we drink alcohol. Because we say, nobody around me, and that's why it's very easy for me to drink alcohol or drink beer. Beer, one bottle, maybe you don't become drunk, right? If you drink 10 bottles, and you will become drunkard very easily. That's why here, learning and practicing, learning and precept practice the same way. Only learn but don't practice, not good. Say,
no taking what is not given, only talking, only teaching, but we ourselves sometimes go along, see something very good and get it and pick up with a pocket. Not good. only talk, only teaching, only sharing, only talk, but no practice, not good. That's why I remember, like before I say to brother, something brother, he like, you are good Upasaka, well trained disciple of the Buddha, well trained student of Buddha. You say, now I am lay people. I, the third ethical training, I had one rabbit, right? But go somewhere, you see beautiful, another beautiful rabbit at a time, you get one more. Double. rabbits in this case, husband, another girl, another man, another woman. Sometimes I say rabbit, this mean good, a good man, a good woman, beautiful man, a good woman. If you pick up one more person or some trouble in your life, see? And that's why learning this means, I had one enough. I don't need one more. If I have one more, my health will become, older and older. I'm not enough health, I'm not enough money. That's why, yeah, if I have one more, two more, three more at a time, maybe my age will become older sooner. You see, I enough health, I don't have enough time to study, to enjoy, to go somewhere. If you go somewhere, the rabbit say, "No, where you go?" And not good for those who learn the Buddha teaching but not practice, not good. That's why I study here, and we know sila, prana, samadhi, and sila. This is support together. But in this case, when we say we are a well-trained student of the Buddha, who is receive the precept from the master. That's why we practice the five ethical training dearly, smoothly, very well, carefully our time, our life, our merits become increased, or our wholesome Dhamma become increased, higher and higher. Because virtue, merits, we cannot see, but the rules of our life, we can see it very clearly. You see, sometimes merits, we cannot see because this is no sign. It's silence, not see, but our life become happy or not depend on our practice, the precept of the Buddha. Very important. If you have, for example, if you have husband already, legal husband, but you go somewhere, you get one man, one more, double. Cannot sleep, no time to sleep, because double, big trouble. But cô Diệu Thúy, cô Diệu Thành, cô Từ Bi Lạc, wow, I live alone, and I have beautiful life. I enjoy to study. I enjoy my life to study and to practice right now. I'm had a lot of freedom. It's not Bhatimokha. Bhatimokha means I'm keep one precept, means that we have one freedom. It's Bhatimokha. But sometimes learn, practice one precept. Sometimes we have one, sometimes we have two kinds of freedom, stability. Peacefulness, happiness, a lot of the substance of peacefulness and joyfulness all the time, Patimokkha. If we understand a lot of time, the precept, support, when we learn and practice the precept of the Buddha all the time, we have a lot of merit, we have a lot of wholesome things and merits are virtual, we never see, but it depends on our daily practice. That's why
Our life have a lot of freedom when we practice the sila, the precept very well all the time. We don't care anyone who around us. If you practice the precept very well, we are not afraid of anyone who are around you. You see, now I have legal wife, I have legal husband, I have legal children, I have legal family, I have legal something that all the time you don't fear anyone or anything that around you, that are around you. Very good. But if we learn the precept of the Buddha, learn the Dhamma of the Buddha, but sometimes we do something wrong, thinking something wrong, and then we not sleep not well. You see, we always fear someone or something that are around you because yesterday maybe I say something wrong. Now your sleep not well. You see, and sometimes you go somewhere. Sometimes your eyes look around. Oh, somebody maybe follow me. But you do something right, wholesome. You don't fear, or you are not afraid of anyone, anything that are around you. It's very good. That's why precept can support you. I'm, for example, monk or nun, who are still say, we are monastic people, student of Buddha, but learn and practice well out of some good. When we are good people, Upasaka, Upasika, Dhamma supporter, Dhamma assistant, Dhamma supporter, support the Sangha, support monastic people. Now you are here, you are good Dhamma brother and sister, we are here. We have something to support you. Mean support talking, support thinking, support doing. Different way support. If say, I am student of Buddha, but practice something wrong, practice the Buddha teaching wrong. No killing, no taking, not in, no stealing, no taking human living life, but sometimes do something wrong. And Dhamma supporter, no supporter. That's why we are well-trained student of Buddha. Learn and practice the same way. Other time the Buddha say, Tathagata. We are Tathagata. Tathagata. Say, thinking, saying, thinking, and talking, doing the same way. Useful for ourselves and useful for all the people, all the time, Tathagata. Somebody say, only say, but doing different way. Say a lot, but practice only a little bit, not good. say 100%, but practice and doing only 1%, 5%, and 10%, not good. That's why Tathagata, well-trained student of Buddha, 100% about saying, talking, and doing the same way all the time. Not only human being, but also Dhamma, God, support us. Very good. That's why when somebody say, student of the Buddha, when I hear about you, and I open my head and say hi. Open head, say hi, it's good. But if long learning, no practice, no open head. Oh, no, bye-bye. And now when we understand and now we learn and we practice very well all the time, many, many people support us. Now here, therefore, you should know that the Buddha precepts are the more stable, daily place of making a safe heaven. Safe heaven for all kinds of merits and wholesome things in you to arise. Do vậy á, quý vị á, tức là chỉ cho đệ tử Đức Phật nha quý vị ha. Du ở đây là gồm có bốn chúng á, là xuất gia tại gia và xuất gia nam tại gia nữ, nam xuất gia nữ tại gia nữ, gọi là du. Do vì các vị nên biết rằng
ông cái giới mà thuần tịnh á là cái nơi an trú vững chãi nhất, the most stable dwelling place. Ông làm cái chỗ ông an ổn, vì vậy ông making up a safe haven, làm cái chỗ an ổn cho ai, cho mọi cái công đức và pháp lành ở trong mình ở tăng trưởng. Quý vị thấy hay chưa? The real reset là cái nơi an ổn, là cái nơi an trú vững chãi nhất. Ông rồi làm cái chỗ an trú an toàn cho mọi cái phước lành và công đức được ở trong mình phát sanh. Cho nên quý vị thấy rất là quan trọng. So here we study here and we know it's very good for us to know it as studies step by step. Như vậy chúng ta thấy cô Dư Thí, cô Dự Thành, anh Tâm Phương và cô Từ Bị Lạc á, học chỗ này thấy á, là cái giới mà thuần tịnh nghĩa là gì? Mình học, mình thực hành á, mình ví dụ nói đây ngồi lề một xíu, ví dụ là mình là người Phật tử cư sĩ rồi, mà mình có chồng hoặc là có vợ, mà lỡ mà chồng vợ mà đi du lịch rồi đó, mình nguyện hoặc là không có, mình nguyện là từ nay cho tới trọn đời tôi sống một mình để nuôi mấy con thỏ con. Rất là tốt. Còn những ai như cô Dư Thành mà không có ví dụ không có con có đời sống riêng tư á, thì mình nói nguyện từ nay cho tới trọn đời tôi sống như vậy để tôi có thời gian tôi muốn đi đâu tôi đi, không có bị những con thỏ khác nó rượt tôi. Rất là tốt. Còn Tâm Phương đó, con thỏ tức là bà xã tôi đó đã ở Cali, nhưng mà bà xã tôi hello là tôi bay qua tôi rước liền, tôi lái xe về chứ tôi không có để con thỏ khác nó rước. Cho nên tôi nguyện từ nay cho tới trong đời tôi chăm sóc con thỏ của tôi rất là ngon lành, cho nó khỏe, chứ mà để con thỏ khác nó biết cấp là coi chừng. Đó, thứ gì không? Như vậy mình học, mình đó, mình hiểu và mình thực hành. Còn Pháp Thanh á, thì nó nguyện từ nay cho tới trong đời tôi trở thành người tu để hộ trì tâm bảo và đem cái Phật dạy, lời dạy để còn dương danh Pháp. Còn Hy Lạc nói á, Pháp Thanh á, thì đi tôi cũng phải đi, còn không đi là không được. Now you see here, I study here is very good for you. I would like to share and repeat again another time, you know here. And therefore, you should know that the pure precept and the most stable dwelling place of making a safe haven for all kind of merits and hold something in you to arrive. Brother Hilak, you follow step by step, you know here, very clear for you, right? So here, very clear. For example, if you have a if men have legal wives, you can say, now from now until my whole life, I vow to have only one legal wife and no second wife. And I have a lot of freedom and a lot of stability and happiness. And I am very near future, another time my family, I would schedule already very clearly all the time. Maybe I say bye-bye and I follow Pháp Thanh ways. And he like say like that. And cô Dự Thí and cô Từ Bị Lạc, husband passed away. But cô Dự Thí, cô Từ Bị Lạc say, I vow from now until my whole life, I vow to live alone. I have a lot of freedom. And for spending proper time learning and practicing the Buddha teaching, well, better and better. Cô Dư Thành long time, no husband, but only vow. I vow from now until my whole life to live alone, to enjoy my peaceful life, to spend proper time learning and practicing the Buddha way together right now, very good. And brother Tam Phuong say, a few weeks ago, my rabbit in California, but in Texas, I volunteer to ride, to fly there. At a time, I volunteer to ride with my rabbit to Texas right now, beautifully, happily,
know another if I don't volunteer to ride my rabbit out of time, another rabbit pick up my rabbit, a bit trouble. But right now, okay, anything okay. So study here and very good. And Brother Pháp Thanh say, I'm wrong now until my whole life. I vow to live a monastic life. I have a lot of freedom. Freedom the same, but depend on contact. But in this case, Brother Pháp Thanh, I have a lot of freedom. I have a lot of peacefulness and joyfulness. For me, to study the Buddha teaching step by step, regularly, slowly, but very deep, slowly, very stable. And near future, like few days ago, I would like to tell you, three days ago, two students from UT, Austin University, come to the temple, Brother Pháp Thanh say, oh, thầy sĩ, thầy go out of the state duty to look after, but student come, they ask me about the Buddhist study, about the history of Buddhism. I have duty to guide them step by step. Now I'm have strong confidence in sharing the Dhamma. Very happy. But 2 days ago, near future, maybe if Brother Pháp Thanh busy, and he like have duty to guide them again. Now a student right now, maybe this time, the fourth time, the first, the second, the third, right now, the fourth time, met directly with Brother Pháp Thanh. And Pháp Thanh guide their student. Oh, they very happy. They say, now Pháp Thanh, please allow me to hug you. Very good. I have picture. He sent to me picture. Cô Dư Thí, cô Tư Bà, Brother Tâm Phương với cô Dư Thành, now Brother Pháp Thanh. 3 days ago, Brother Hila also, 3 days ago, two students from UT, University of Austin, Austin University, came to the temple. At the time, Brother Pháp Thanh had duty to guide them step by step. Now, study slowly but very stable. At the time, had Dhamma knowledge, to had duty to say the Dhamma to them, at the time, happily and well. That's why I study here and now very good for sharing the Dhamma. Now maybe one barak more. Okay, maybe this another symbol. Here right now mentioned about the five senses. Maybe next class we will study here. Now here a new barak. Now the time for us to discuss. Right now, we would like to invite Dhamma sister and brother to share about the Prajna, Samadhi and Sila and Precept. And the time for us to discuss right now, we would like to invite the whole Sangha to share the Dhamma together. Now, I think when I mentioned about the second rabbit, he like brother smile. Okay, I would like to invite Brother Hila first, and you say something, main idea of what we learned today. Yeah, my Brother Hila. Oh, good. Okay. Thank you, Namofat. I think discussing Sila, Samadhi, and Prana, I like that visual of the triangle, the pyramid. And it fits with a lot of different teachings that go before this. And you always say that Buddhism is practical, right? So it's practical. So if you start with Sila, you have right speech, right action, and right livelihood. Well, that's probably out of the eight, it's probably the easiest to start to do, right? So if you start to do that, then it can, after you master that, it leads to samadhi, right? Which is the foundation of Buddhist meditation. Well, now it gets a little bit more intricate, a little bit more in depth to do. It's not as easy as the first three, right? So then you have mindfulness, concentration, and effort. So it needs a little bit something more, a little bit sort of more energy, more mentalness, right? Instead of just doing. So
in Sila, you're more by just doing your learning. Then you have to start thinking about it in mindfulness, concentration, effort. And then prana comes at the top, where you have the key to Buddhism, which is wisdom and insight, and that's where view and intention come in. Now, in my mind, at the top of that pyramid is nirvana. Okay, so you start with that base and you go all the way up and you work practically, learning everything, the Eightfold Path, right? The precepts, and it builds up, and then you get the wisdom and insight, then you become Buddha and enter nirvana. That's what I take from it. Thank you. Thank you, Brother Hilak. Now, in my view, in my thinking right now, today, Dhamma learning come to you more and more deeply. Very good. Good job. sometimes you respect Brother Pháp Thanh, but in this case, maybe Brother Pháp Thanh had my main idea to share what you learned today. And we would like to invite Brother Pháp Thanh. Yeah. Can I just say, altogether our Dharma gets stronger and stronger. The Sangha helps us all to learn, and I learn from everybody here. So that is the beautifulness of our Sangha. Thank you. Okay. Thank you, Brother Hilak. Now, Pháp Thanh. Thank you, Thay. Thank you, Sangha. Thank you, Hilak. Hilak, actually, he said my points. Everything I wanted to share, but almost exactly how it built up, just like the picture. So most that's wonderful. That's because you've taught me. All right. Okay. Thank you. Thank you. We're going to have a humble war. Who can say, no, I learned from you. but no. I'm from Detroit. I can out humble you. Okay. I'm from Texas. We're too polite for our own good. So there you go. but yeah, everything Hilak said, I agree with. And I also agree we learn from each other. Most of what I consider my best ideas, I borrowed from the Sangha. So I love this Sangha and everything that I learned. The only thing that I wanted to touch on is I also liked how Thay spoke about how Sila, Samadhi, and Prajna or Bana are all, they like a tripod, they support each other. And it's, it is like a pyramid with a good foundation in ethics. You always need a good foundation in ethics, with the mind being filled with wisdom, because you could have all the rules. We have many, many laws in all across the world, many laws, many rules, right? But that doesn't mean all laws are just or beneficial for all people. So that's where wisdom, you can have lots of ethics, but without proper wisdom, some ethics may be not applicable or not good for some people. So that's why we need wisdom. So I like that Thay mentioned that. So that's, and I know who was, Dutoy mentioned that I always say, I like the teaching today. Well, today I say, I liked Hilak and specifically what Thay said. So not just the teaching. Thank you, Yuti. Thank you, Sangha. Thank you, Brother Pháp Thanh. Normally, today you give Brother Hilak more sweet words, more sugar. Very good. Both of you do a same way. But Brother Pháp Thanh mentioned about Branya, because the Buddha mentioned Branya first. Because Sila number three, sometimes you see another religious teaching mentioned about Sila, but Sila means precept, the rule, religious rule. Sometimes they practice very hard, not right, sometimes wrong, because sometimes right Sila okay, but wrong Sila is problem, trouble.
That's why the Buddha mentioned about Brahma first, because have wisdom, have insight, Arasthama, look deeply at precept learning and precept practice, wrong or right. Arasthama have a right view to compare, to compare, yes, to divide. Arasthama wrong, no practice, wrong, no learning, but right, practice and follow. But very good, Brother Pháp Thanh Linh Hy Lạc, maybe your Dhamma from today, higher and higher. Very good, very good. Yes, very good. Before cô Dự Thúy, before cô Dự Thúy translate, maybe would like to say a little bit Vietnamese. Other time cô Dự Thúy translate from two brother. Như vậy cho chúng ta thấy cái giới á, mà mình có học á, nhiều khi là tà giới á nha quý vị. Bởi vì á, cái giới mấy cái người ngoại đạo á, người ta cũng thực tập giới nhưng mà gọi là tà giới, giới cấm thủ á. Quý vị có nghe cái từ đó không? Giới cấm thủ có nghĩa cái gì? Là thờ ông Táo này, thờ thần tài này, thờ thổ địa này, vân vân. Là giới đó là thờ khăng khăng hết đó, đã cho là cái đó là số 1. Đã nương tựa Phật rồi mà nương tựa Phật là không nương tựa trời, thần, quỷ vật. Còn mình chấp chặt vào cái giới của mình thọ đó, mình thờ thần, không thần táo, thần tài, như vậy là trở ngại rồi. Cho nên giới nó có giới cấm thủ là tà giới. Do đó Đức Phật đó đưa cái trí tuệ đầu tiên để có cái nhìn chân chánh và cái tư duy chân chánh, rồi mình mới thấy cái đó là sai đúng. Nha quý vị ha. Không chứ để mà mình nói là nương tựa Phật rồi mà không nương tựa mấy cái đó là mình trở ngại, nhưng mà không phải, là giới là Đức Phật đưa cái tuệ là đầu tiên, rất là quan trọng. Rồi bây giờ mời cô Diệu Thúy, cô chuyển ngữ Brother Hy Lạc anh phát thanh nha. Dạ, Nam Mô Phật. Dạ, mình cảm ơn thầy. Dạ, thưa, hôm nay là cái ý của Hy Lạc. Thì Hy Lạc có nói về cái bài học hôm nay là gồm có giới, định và tuệ, thì cũng như là một cái vật mà nó có ba chân đó. Thì rất là thực tế, vì Phật dạy những cái điều rất là thực tế, và chú có nói về giới, định và tuệ, thì khi mà mình có cái sila là cái tuệ thì mình làm nó tốt hơn, tức là mình biết cái việc nào tốt và việc nào sai thì mình làm. Và về cái thiền thì nó sẽ chú cũng nói về cái thiền nữa, và chú nói về cái tuệ thì chú cũng có nhắc tới là tuệ gồm có cũng như là chánh kiến rồi chánh tư duy như vậy. Thì thì nếu như mà mình tập thực tập ba cái giới cũng như là giới định tuệ và cũng như là cái kiềng ba chân á, cũng như là thầy đã chỉ cho ba cái phần á, thì mình sẽ đi vào giác ngộ và mình sẽ được rất là tốt. Dạ. Thì thì chú có nói Hy Lạc có nói là thầy đã đưa ra những cái thí dụ mà rất là tốt, và cũng như là cho biết là cũng như là cho cái hình cảm giác á, thì mình sẽ thấy được dễ dàng. Yeah. Thì thầy cũng có khen Hy Lạc là học càng ngày càng sâu sắc hơn. Yeah. Rồi thì Hy Lạc cũng có nói là Hy Lạc đã học từ mọi người và rất là vui khi được ở trong cái đạo tràng của mình. Đó là những cái ý của Hy Lạc. Và còn chú Pháp Thanh thì chú Pháp Thanh có nói là những gì mà chú Pháp Thanh nói thì Hy Lạc đã nói rồi. Thành ra rồi Hy Lạc lại nói là Hy Lạc học từ chú Pháp Thanh, từ vì Hy Lạc nói như vậy là vì Hy Lạc học từ chú Pháp Thanh. Thành ra rồi chú Pháp Thanh nói là chú Thanh người ở Texas, thành ra chú Pháp Thanh rất là hiếu khách. Thành ra hai người cho nhau những cái điều rất là đẹp.
Thì chú Pháp Thanh cũng nói là chú Pháp Thanh rất là thích là thầy đã cho những cái thí dụ như là như cái kiềng ba chân vậy đó, là giới định tuệ đó. Thì như là cái kiềng ba chân, nếu mà một cái chân mà nó mà gãy thì hai cái chân kia nó cũng sẽ gãy theo, nó cũng không có cái chỗ để mà nó đứng. Và thì chú cũng rất là thích là một cái là cái căn bản là cái tuệ, mà thành ra nếu như mà mình có cái tuệ thì mình sẽ biết được những cái việc làm đúng và việc nào sai để mình làm. Thì trong trong cái nhân gian nó thì có rất là nhiều luật, luật lệ đủ thứ hết, nhưng mà có những cái điều luật có thể không tốt họ đặt ra, thì như là thầy nói là những cái tục lệ vẫn thầy như đúng rồi. Dạ, thì cái đó nó không có tốt như thờ ông thần táo rồi ông thần đất này nọ đó, thì cái đó là nó không, cũng là cái luật lệ đó, nhưng mà cái luật lệ nó không đúng. Thành ra mình phải có cái trí tuệ để mà mình hiểu biết được cái luật nào nó đúng để mà mình đi theo. Dạ, thì dạ rồi, như vậy là cái đó là ý của chú Pháp Thanh. Dạ. Dạ. Rồi cái ý cô thì thấy cô có thể nói thêm á, cái giới cấm thủ có nghĩa là gì? Cô nói tiếng Mỹ cho mấy vị hiểu luôn. Nói giới cấm thủ có nghĩa là gì? Có người công giáo bạn á, giới cấm thủ là cái như tà giới thôi, là wrong prison, là nghĩa là gì? Nếu mà thôi theo tôi á thì lên thánh đường, mà xuống mà không theo tôi thì xuống địa ngục, nó là gọi là thủ trong đạo Phật gọi vậy đó. I just want to share my idea regarding the studying today. You know that just like I said regarding the wrong precepts, you know, like we believe in gods, you know, something that if you follow me, you know, I will, you know, take care of you, something like that. Or if you don't follow me, you're going to go to hell or something, you know. So it's kind of wrong view that there's a lot of precepts, you know, and then we need to know which one is right and which one is not right. So the prajna going to help us, you know, to the wisdom going to help us to decide which one is the good precept, you know, the and then which one is not precepts. So with the wisdom, you know, we can, you know, we know the precepts in life, you know. We really don't have to learn that anymore, because the wisdom is going to help us to pick out which one is good one and which one is not a good one. So to me, the prajna is number one, you know, just like the Buddha said. And then the precepts and the samadhi to come next, you know. It really makes sense to be that way, you know, because we know how, okay, which one is a good one, which one is a bad one, you know, and then we just follow that. So deciding, you know, that's very important. Yeah. Yeah, cảm ơn chị Thúy. So maybe a little bit English, you see, Buddha chua, Dhamma chua, and Sangha chua. In this case, the Sangha. I vow from now until my whole life, I to take refuge in the Sangha, not to take refuge in wrong teacher, wrong teaching, wrong Dhamma, wrong teaching, bad people and bad environment. A lot of time, this is Sangha. The Buddha also, the Sangha, Dhamma also. We study already, we already have chanting. If we review it, then we know very clear. I vow from now on to my whole life to take refuge in the Buddha, not to take refuge in the bad god, monster, heresy, you see, monster, everything, bad god. Very good. And I vow from now on to my whole life to take refuge in the Dhamma, not to take refuge in bad teaching, bad Dhamma, bad like that Aratham we have already chanting. If we learn about Aratham, maybe it's very easy for us to know, to understand it. So Cô Diệu Thúy and Brother Pháp Thanh and Brother Hy Lạc mentioned about prajna, the same, the Buddha way. Very good.
we do a read together. Now we would like to invite cô Dũ Thanh to share some idea what we learned today. Dạ mời cô Dũ Thanh nha. Cô mở cái microphone ra. Cô nói vài câu tiếng Mỹ cho brother Hy Lạc ngán trời. Con không dám. I dare not. Làm tới đi chị. Dạ. Làm tới đi chị. Dạ. Làm cho sợ chơi. I enjoy this Dharma class very much. It is very interesting to learn. I'm very happy Pháp Thanh and Hila and Master teach me more. Every day I learn more and more and I'm very happy. Cô có cái ý gì không? Học hôm nay không? Hay là chỉ chia sẻ cái cảm tưởng thôi? Dạ con chỉ cho chia sẻ cái my thoughts. Rồi, thank you cô Dũ Thanh. Cô Từ Bị Lạc keep talking. Now we will like before cô Dũ Thí translate from cô Dũ Thanh into English. All the time we would like to invite cô Từ Bị Lạc. Dạ, mời cô Từ Bị Lạc. And anh Tâm Phương waiting list. Dạ mời cô Từ Bị Lạc. Dạ thưa thầy, việc giữ giới rất là quan trọng và rất là cần thiết. Nếu mà giữ giới được tinh chuyên, vừa học vừa thực hành thì phước lành được tăng trưởng. Và con thấy rất là đúng lắm thầy. Như con, từ ngày con học Phật Pháp với thầy và con cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy thì con thấy rằng càng ngày con thấy càng vui hơn, trong con có chất an chất lạc nhiều hơn. Con rất là vui thầy, cho nên con cố gắng học và cố gắng thực hành theo để cho con được càng ngày càng tăng trưởng hơn. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn cô Tư Bị Lạc. Cô có cái bài thơ hay không? Nguyện học hạnh của Sương nhắc nhở đời vô thường, mọi người nên tu tập. Hiểu được gì cô sẽ hiểu được tình thương, hiểu được gì câu cuối tình yêu thương, hiểu được tình yêu thương rất là hay. Dạ cái đó là sư cô Hạnh Minh cho con. Nguyện học hạnh của Sương Minh đó, vow to learn the virtue of deal box deal DEW deal remind the practice remind the virtue of impermanent. Everyone should practice the Buddha teaching, give together love and understanding. Very good, the Vietnamese poem. Thank you cô Từ Bị Lạc. Right now we would like to invite brother Tâm Phương to share main idea of what we learned today. Dạ mời anh Tâm Phương nha. A Di Đà Phật. Dạ trong bữa hôm nay thầy dạy về ngũ giới và những người về tam bảo thì con cũng nghe có cái những phần còn chưa có hiểu được, nhưng mà con nghe thầy giảng thì theo những Phật tử vừa rồi có những cái idea trong cái buổi học ngày hôm nay con thấy rất chính xác. Và từ ngày con học với thầy thì bẩm tánh con cũng thay đổi từ từ. Con dịu lại, tánh nết dịu, ít nói, và con thấy cái tâm được an lạc nhiều. Cho nên những cái đề tài thầy dạy, mười con chỉ có hiểu một vài phần, tại con mới bắt đầu mới học về Phật Pháp. Thì nếu thầy rảnh thì thầy dạy chuyển cho con những cái tài liệu về ngũ giới và tam bảo, thì con sẽ đọc nhiều thì nó sẽ vào óc con được thêm nhiều và con thấy được sáng suốt hơn. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Anh nói sự thật ra cho nên đại chúng đều ủng hộ. Bởi vì anh học mà anh không hiểu là dớt liền
mà anh hiểu từ là tốt lắm. Maybe brother he like understand. Now, Mark, we would like to invite Cô Dư Thí translate Cô Dư Thành and Cô Tư Bê Lạc and brother Thanh Phương Aratham. Maybe brother he like understand Mark, but I think that you're listening and you know. Thế con chuyện gửi có chuyện cho chị Diệu Thành, thì chị Diệu Thành nói là cái bài học hôm nay chị rất là vui, chị rất là được học ngày hôm nay và rất là cũng như là cái sự tìm tòi của chị á thì chị rất là thích. Dạ thì mỗi ngày chị học thì chị tiến hơn và chị rất vui, và hôm nay là chị cũng muốn chia sẻ cái sự suy nghĩ của chị tới tất cả mọi người. Okay, this is from Kota Bila. She said that you know, to keep up with the five precepts, very important. And you know, if we keep the five precepts, it's to give us more merit. That she's, you know, that something that we just learned today, you know, giving us more freedom, that type of thing. So giving us more, you know, good things than the bad thing. And she said that she want to learn, you know, to practice the Buddha teachings. And then, well, you know, it seems the time that she's studying with the great master, she's happier and more peaceful. So she's gaining a lot, and then she can see herself a lot more, you know, peaceful and happier. And she also mentioned about the poem from Suko Hạnh Minh gave it to her, and Thầy is already translated to the English. So that's the poem from the Suko. And this is something that from Tâm Phương, he said that the five precepts, that some that he understand and some he doesn't. So, but then he realized that his life is a lot better. He changed for the better. And he also asked about the documentation on the five precepts. And just about that. And so he can learn more. And his life, he changed for the better and then more peaceful. More peaceful and much heavier, good, but more suffering trouble. But more peaceful is good. Now, Suko Hạnh Minh, Suko Minh, nuns, Buddhist nun, Suko, sometimes you say, Sifut is not good. Okay. Namo Buddhaya, dear master, brother and sisters. Thank you for your ideas. And I just recorded a little bit the poem is from Master Trường Sĩ. It's the poem of Master Trường Sĩ. And I just write it down. It's not my poem. Yes. And you know, this time, last time I this time I bring a lot of painting, my painting. Yeah, and I present to many people over here in Dallas. Yes. And last time I bring the poems of Master Trường Sĩ, and I just on write down. Yes. So I think the lesson today is very important for all of us.
because the foundation, you know, the foundation of Buddhism, master, if the master is a good master, they need three of them. It's a precept, meditation, and wisdom. So before entering to the Nirvana, Buddha when Ananda asked the Buddha, what we will do after the Buddha enter Nirvana, and Buddha said, you need to take the precepts to be your master later. It means the precept is very important. If we keep the precept well, we will have the good meditation. It means concentration. And if we have a good concentration meditation, we will have the prajna. It means wisdom. So three of them are the foundations of Buddhism. And I learned about the master of Buddhist studies, and many master write about the three types of learning, the precepts, meditation, and wisdom. And precept we call sila, and meditation is dhyana, and wisdom is prajna. And three of them is the foundation of Buddhist doctrine and practice. If we practice well, we will have we keep the precept very well, we will prevent many mistakes, and we will come to be a good person. And meditation, if we practice it, and our mind will be tranquil. It means very calm. And wisdom is a can enable us to realize the truth. And the truth, you know the four noble truths. So we need the precept, the meditation, and prajna. And you know, three of them, we think three of them, but three in on in and one in three. This means three in one and one in three. This means if you keep precept, you will have meditation and wisdom. So everything is connected together. So I think it's very good because I learned about master of Buddhist study and venerable Thích Thiện Ân write it in the book very good about that. So I just want to share with you Dada. Thank you so much for your listening. Dạ, nam mô Di Đà. Con kính thầy và quý đạo hữu, là con xin nói chút để tiếng Việt để cô Từ Bi Lạc hiểu ý của con. Tại vì tiếng Anh của con không có hay, chỉ con phải nói ra tiếng Việt. Là nếu mà cái con cũng có đang học về Buddhist study, về master về Buddhist study thì Hòa Thượng Thiên Ân cũng có viết cái bài quyển này. Và cái quyển này thì rất là hay, là vì thứ nhất là nói về cái gọi là foundation, có nghĩa là cái căn bản của đạo Phật đó là giới định tuệ. Mà khi mà mình và trước khi mà nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan có hỏi Đức Phật là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi làm sao mà chúng con có tìm được nương tựa thầy nào, thì Đức Phật nói là hãy lấy giới là làm thầy của các bạn, của các vị.
Nếu mà còn có giới thì đây là ba cái căn bản của đạo Phật, là khi mình giữ giới thì mình sẽ có được định, mà khi mà được định, được bình tĩnh, được tốt rồi thì sẽ mình sẽ có cái trí tuệ, và khi có trí tuệ rồi thì mình sẽ không không còn lầm lỗi gì ở trong gì như, và khi mà có giới thì mình sẽ có, mình tránh được những cái lỗi lầm, và khi mà mình có định thì cái tâm mình nó được bình tĩnh, được nó calm, có nghĩa là bình tĩnh lại, thì khi lúc đó nó sẽ phát sinh ra được trí tuệ, và phát trí tuệ thì mình hiểu được cái sự thật, đó là bốn sự thật về khổ, tập diệt đạo, tức là sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, phương pháp khổ, phương pháp con đường chấm dứt sự diệt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, đó là tứ diệu đế. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và con cũng đính chính là cái thơ nãy là của thầy, con chỉ là người viết thôi. Và kỳ này con lên Dallas, con cũng đem rất là nhiều tranh của con đem lên tặng. Dạ, ngày mai là con sẽ về lại Austin. Dạ, con cũng cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Dạ. Thank you. Thank you. Now So Brahma, Samadhi, and Sila are very important. From now until next class, all the time we have three good methods for to study step by step in the near future. Now general introduction. But next time we study step by step level, step by step higher and higher. And Brother Hilak, I do agree with you, and Brother Phapan also, could you see about three aspects of a four paths, go up other time, or go down, or go either way other time, maybe go Nibbana. Very good. You say that sentence, very good. I do agree with you, because Nibbana means no suffering. Nirvana means no defilement. Nirvana means no obsession. Arthama, the three aspects of the Noble Eightfold Path. Arthama, we go Nirvana right here, right now in the present life, from our learning and our Dhamma practice very easily. Very good. But if we understand Arathama, it's very easily for us to study and to follow. Okay, now the time for us to say bye bye and sharing the merits. Như vậy chúng ta học qua, chúng ta thấy là cái tam vô là học rất là quan trọng nha quý vị ha, rất là quan trọng. Sau này mình học, mình sẽ học nữa. Nhưng mà từ từ anh Tâm Phương á, cái tài liệu á, thầy sẽ chia sẻ, mà chắc chắn là học mình sẽ giới thiệu năm cái điều đạo đức á, sau này anh thắc mắc gì thầy sẽ giới thiệu thêm nha. The five ethical training, Brother Tam Phương want to know more. I will share when we study all the time. I will share one by one all the time. It's very easy for you to follow. And I have writing some precept. I will upload the board on the website. Send the link and Brother Tam Phương learn and read more. Okay, now the time for us to share a merit. I would like to invite Brother Hilak, say in Vietnamese and English. I have chanting here all the time, easy for you to follow step by step. Now I would like to share here. Yes, now Brother Hilak, a merit in Vietnamese and English. Bodhi du pap bian tang niam tai teo ko o tuang an lak. Bodhi du pap bian tang niam tu deo teo cho o tuang an lak. Bodhi du pap bian trang niam tui teo cho o tuang an lak. Bodhi, the wonderful Dharma,
turns noble and solemn. Depending on our peaceful abode, we are regularly at peace. Bodhi, the wonderful Dharma, turns noble and solemn. Depending on our peaceful abode, we are regularly at peace. Bodhi, the wonderful Dharma, turns noble and solemn. Depending on our peaceful abode, we are regularly at peace. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Thank you, Brother Hilak. I would like to recite this sentence in Vietnamese. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường Thank you, Brother Hilak. Thank you, Sangha. Today, Brother Hilak chanting the Buddha teaching in Vietnamese life and the birth practice human voice. Very good. But very confident. Okay, now very good for the Sangha to learn together and support together. See you on this Thursday. Thank you, Brother Pháp Thanh, Sister Hạnh Minh, Brother Hy Lạc, Cô Dũ Thành, Cô Dũ Thí, Cô Tư Tư Lạc, Brother Tam Phương. And we right now the time for us to say hi and bye-bye. Good night.